Xin chào tất cả anh em quay trở lại với channel Smart News. Dạo gần đây thì cơn sốc Aula 75 là một trong những con hàng phím cơ rất là hot bây giờ rồi. Nên là anh em đã quên đi rằng là bên nhà mình còn rất nhiều sản phẩm ngon bổ rẻ cho anh em trong tầm giá 1 triệu mà các bạn chưa tham khảo. Hôm nay mình muốn lên cho anh em xem một con sản phẩm như vậy. Tên model là M75 của Siemens, một thương hiệu rất gần gũi cho anh em nào mà đã từng mua hàng nhà mình. Thương hiệu này thì bên mình có cả cho anh em là M87 của Siemens các bạn này, X98 Siemens này, hay là có cho anh em là M71 Siemens và nhôm CNC này. Và hôm nay mình lên cho anh em xem con hàng là con hàng M75 Siemens, một con hàng leo 75% như Aula 75 và có cả núm xoay kim loại. Được chưa ạ? Đó, trên tay mình đây là phiên bản thường của phiên bản M75 Siemens. Bản thường là phiên bản không có màn hình LED. Đó, với tầm giá 800k. Còn bản Pro con này thì nó phiên bản có thêm màn hình LED điều chỉnh cho anh em ở đây nữa với tầm giá 1 triệu. Thì tức là con này sẽ có hai phiên bản cho anh em lựa chọn, bản thường và bản Pro có màn hình LED. Thì nếu như mà các bạn đang cầm một quạt phím cơ mà có màn hình LED để các bạn có thể tùy chỉnh này, anh em xem giờ các bạn này, xem hiển thị cấp lock này rồi xem phần trăm pin, thì có thể là xúc cho mình con hàng phiên bản Pro với tầm giá 1 triệu. Còn như mình thì mình cứ chơi phiên bản là không màn hình LED, tại vì là mình thấy là màn hình LED thì cũng đối với mình thì không cần thiết lắm, nên là mình chơi con bản thường này. Đấy, vừa tiết kiệm chi phí vẫn ngon như bản Pro luôn các bạn nhé, không thua kém gì, chỉ thua đúng là cái màn hình LED thôi. Đó, ok. Trong hộp con này thì vẫn có kèm cho anh em đó là một cái dụng cụ tháo phím các bạn này, một cái dây cáp tai si này, hai con switch của Siemens luôn, Black Bloom, và một cái tấm chống bụi. Thật ra thì đồ đạc cơ bản các bạn ạ, cũng không có khác gì mấy quạt cơ khác cả. Ok, điện phím các bạn nhé. Con bàn phím cơ này thì là một quạt phím cơ leo 75%, có đúng kim loại tùy chỉnh cho anh em này. Đó, và làm hoàn toàn bằng từ chất liệu nhựa PBT các bạn nhé. Và keycap cũng là keycap PBT đã bổ sót luôn, keycap khá dày các bạn nhé. Với tầm giá 800 thì đánh giá keycap này rất là cao, dày, dặn, chắc chắn. Tiếp theo đến với con hàng switch đi. Switch con này thì cũng là con hàng switch đến từ thương hiệu của Siemens luôn, tên là Black Bloom các bạn nhé, Black Bloom của Siemens. Đây là một con switch linear, đó, bấm cũng rất nổ các bạn nhé, nổ đầm ấm êm tai. Hot swap thì là hot swap 5 pin mạch xuôi. À, con này nếu mà anh em nào mà muốn chơi theo kiểu dạng mà LED nó tỏa hơn, nó sáng hơn, thì có thể là độ sang một cái dòng switch kiểu dạng có trục tỏa, và anh em chơi sang con keycap Ninja Polo nhà mình thì rất là đẹp, cũng ngang Siemens các bạn ạ. Tại vì là con này mình thấy là con Black Doom này thì nó không có trục tỏa, thành ra là anh em thấy LED nó hơi bị mờ. Nếu mà các bạn mà ở cái không gian mà nó quá sáng hoặc là quá nhiều ánh sáng thì hơi bị mờ LED. Nên là anh em muốn LED con này sáng hơn, có thể độ sang phiên bản switch trục tỏa và dùng cái cáp Ninja Polo nhà mình thì nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Ok, con này thì còn có cả cho anh em LED viền RGB các bạn ạ. LED con này viền 2B, được chưa ạ? Và LED viền con này thì nó sẽ sáng đồng bộ theo LED ở mặt trên nữa. Ok ạ, vẫn sẽ là một quạt phím cơ 30 kết nối, tức là anh em có thể là dùng được cả cắm dây trực tiếp các bạn này, anh em dùng được cả không dây mà hai chế độ là receiver 2.4 ở đây và bluetooth nữa, được chưa? Mặt dưới con này thì Kingston nó là hai nấc các bạn nhé, một đó, và hai, và mình đánh giá rất cao Kingston con này, tức là người ta làm rất cẩn thận và tỉ mỉ cho anh em. Từng con Kingston này không có bất kỳ một cái gọi là cái cao su thừa nào cả, đế cao su thừa không có thừa tí nào cả. Và mình đánh giá đây cái điểm ấn tượng của mình với con phím cơ này, mình đã làm rất tỉ mỉ. Đó, build con này thì cứng cáp và chắc tay. Thật ra đây chỉ là một con bàn phím cơ nhựa thôi, nên là nếu mà để mà cái build của nó quá cứng cáp và đầm tay thì thật sự là chắc là không có. Nhưng mà nếu mà xét về nhá, một chất liệu làm bằng nhựa mà một con phím cơ làm bằng nhựa ấy, thì con phím cơ này mình đánh giá là tầm 9 điểm. Đó, cầm rất đầm tay và chắc tay. Ok, còn trước khi mà mình mở con này ra cho anh em xem bên trong có những gì thì anh em cùng nghe mình sao test một đoạn nhé. A few moments later. Ok anh em ơi, cuối cùng thì mình cũng đã mở được con hàng Siemens M75 ra rồi. Và thật sự là nó vẫn là bàn phím cơ quá tốt các bạn ạ. Nếu mà để mà xếp về độ hoàn thiện, anh em biết là trước khi mà bàn phím cơ nó chưa du nhập về Việt Nam quá nhiều ấy, thì để mà các bạn có thể sở hữu được một bàn phím cơ có hot swap thời điểm hiện lúc đấy ấy,
đó rất là khó rồi. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại các bạn này, với tầm giá 800k thì anh em sẽ có một phần cơ lót full form cho anh em, chả thiếu form nào cả. Đấy, Bron thì hai lớp, một Bron ở giữa bảng mạch và plate này, Bron đáy này các bạn này, rồi là có cho anh em là một tấm form silicone đáy dày vãi cả trường các bạn ạ. Dày dày lắm luôn. Con này nó phải dày khoảng độ tầm xem nào, khoảng tầm 5mm à. Ồ, dày lắm anh em ơi. Đó, tiếp theo thì pin, nó là pin 5000mAh. Mà pin con này nếu mà các bạn sạc đầy pin thì chắc là anh em chơi khoảng tầm độ hơn 7 ngày. Pin 5000 nếu mà xét về những con hàng phím cơ mà tầm leo 75% là pin cũng trâu rồi các bạn nha. Pin con này trâu hơn Aula 75. Đó. Và vẫn có cho anh em là những cái tấm như kiểu là tấm form PE này, có form PCB các bạn này, rồi là có tấm PET này. Đấy, tấm PET này thì vẫn là cái tấm PET để giúp anh em gọi là chống ẩm thôi. Đấy, tiếp theo thì vẫn có cho anh em là gasket mount nhún nhún như bình thường. Được chưa? Plate PC nhún nhún luôn. Nói chung là tầm giá 1 triệu hay tầm giá từ 1.800 đến 1 triệu thì đây vẫn là một con phím cơ rất là ngon và rất là đáng mua anh em nhé. Mà các bạn nên thử. Nếu mà anh em nào mà có tầm tài chính 1 triệu đến hoặc là tầm 800 nghìn. Anh em nào mà muốn xài phiên bản có thêm màn hình LED có thể là mua bản 1 triệu con này. Còn nếu mà các bạn mà như mình, anh em không cần màn hình LED thì anh em có thể tiết kiệm chi phí đi một chút, lấy bản 800k về vẫn rất ngon. Tại vì mình đang tháo cho anh em xem ở đây là phiên bản 8 lít các bạn nhé. Đặc biệt các bạn này, giữa Aula 75 và con này 1.5 xin men thì cái top cây của nó vẫn rất là dày anh em nhé. Top cây rất là dày. Đó, thảo nào nó nặng thế anh em ạ. Top cây dày. Tổng kết lại thì M75 Xin Meng là một sản phẩm rất là ngon trong tầm giá 1 triệu mà các bạn nên trải nghiệm nếu như anh em cầm con cơ miến liền. Không cần độ chế quá nhiều tại vì con này hoàn thiện rất tốt rồi các bạn ạ. Hầu như hoàn thiện cho anh em đầy đủ rồi, không thiếu gì cả. Chỉ có vấn đề này. Lép con này nếu như các bạn mà muốn độ chế hay là các bạn nào muốn điều chỉnh về lép con này có thể là anh em độ thêm quả switch tỏa lép, rồi là anh em độ quả kỳ cáp xuyên lép là ok, là đẹp dai luôn. Còn thật sự nếu mà các bạn không cần thiết về lép quá nhiều thì con này là con phím cơ rất hoàn hảo rồi. Đó. Và ok, video của mình đây là kết thúc anh em nhé. Nếu mà các bạn xem video của mình mà đang có câu hỏi cho mình về con bàn phím cơ 1.5 Xin Meng này thì anh em có thể là để lại cho mình ý kiến của anh em dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái video tiếp theo. Bye bye anh em.